Nu Phước Thịnh được trao kỷ niệm trương, Quang đăng biểu diễn vũ điệu rửa tay trong chương trình tri ân các chiến sĩ chống dịch Covid-19. Tối ngày 30 tháng 6, tại Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, thủ đô Hà Nội đã diễn ra chương trình Vinh quang trên tuyến đầu. Đây là chương trình tôn vinh những thành tựu nổi bật và những đóng góp của các cấp, các ngành, tập thể và cá nhân trong công tác phòng chống đại dịch Covid-19, trong đó Quân đội nhân dân Việt Nam là một trong những lực lượng xung kích trên tuyến đầu chống dịch đến tham dự buổi lễ có chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đại tướng bộ trưởng bộ quốc phòng ngô xuân lịch vinh dự xuất hiện biểu diễn tại sự kiện có nam ca sĩ nu phước thịnh vũ công quang đăng cùng các giọng ca đến từ đoàn ca múa nhạc quân đội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân phát biểu tại chương trình trong chương trình nu phước thịnh đã chọn biểu diễn hai tiết mục vô cùng ý nghĩa là thanh yêu những chiến binh thầm lặng và liên khúc xin chào việt nam hãy đến với con người việt nam tôi Ngoài ra, nam ca sĩ còn được trao tặng kỷ niệm trương, vinh danh, cho những cá nhân trên tập thể đóng góp trong việc phòng chống dịch bệnh COVID-19 vừa qua, trong chương trình này. Thông qua chương trình ý nghĩa vinh quang trên tuyến đầu, Nu Phước Thịnh cho biết, vô cùng tự hào khi Việt Nam đã phần nào chiến thắng trước được đại dịch, cũng như chúng ta sẽ nỗ lực hết sức trong thời gian tới để khôi phục và phát triển nền kinh tế của đất nước. Nu Phước Thịnh trình diễn tại chương trình vinh quang trên tuyến đầu. Nu Phước Thịnh Vinh dự nhận kỷ niệm trương vinh danh các cá nhân trên tập thể đóng góp trong việc phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trước đó, Nu Phước Thịnh đã gửi ủng hộ 200 triệu đồng cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để hỗ trợ nhà nước phòng chống dịch bệnh COVID-19. Nam ca sĩ hy vọng hành động nhỏ của mình có sức lan tỏa tới cộng đồng người hâm mộ và thế hệ trẻ cùng chung tay chia sẻ vào những lúc khó khăn. Hành động đẹp của Nu Phước Thịnh trong thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp đã nhận nhiều lời khen tặng từ khán giả. Ngoài ra, giọng ca sinh năm 1988 còn tham gia vào một số dự án cộng đồng như MV Thanh Yêu Những Chiến Binh Thầm Lặng để tri ân sâu sắc và cổ vũ tinh thần mạnh mẽ đến đội ngũ y, bác sĩ, các nhà lãnh đạo, các ban ngành đã ngày đêm công tác, chiến đấu, cống hiến trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Lyrics Video Thanh Yêu Hồ Ngọc Hà, Nu Phước Thịnh, Đông Nhi, Ngô Kiến Huy, Bùi Anh Tuấn, Bảo Anh. Về phía Quang Đăng, Nam Vũ Công cho biết anh cảm thấy rất vui và vinh dự xuất hiện khá sớm tại chương trình với vẻ ngoài trẻ trung lịch lãm nam vũ công tranh thủ thời gian giao lưu cũng như thăm hỏi các chiến sĩ anh gửi lời cảm ơn và động viên tinh thần mọi người trong các công tác phòng chống dịch bảo vệ người dân mang đến chương trình vũ điệu rửa tay nổi tiếng với tinh thần trẻ trung năng động cùng việc giản dựng bắt mắt quang đang góp phần khuấy động không khí chương trình có thể nói trong thời gian vừa qua, sản phẩm này không chỉ giúp tên tuổi của anh Vân tầm quốc tế, mà còn đóng một vai trò không nhỏ trong việc tuyên truyền về vấn đề giữ gìn vệ sinh cá nhân, đảm bảo sức khỏe giữa đại dịch toàn cầu. Quang đăng chia sẻ, đêm diễn này mang đến cho Quang đăng rất nhiều cảm xúc. Tôi rất xúc động khi được lắng nghe những chia sẻ chân thực về việc đấu tranh nơi tuyến đầu. Rất nhiều người phải hy sinh hạnh phúc riêng vì nhiệm vụ chung của toàn dân tộc đang gửi lời cảm ơn sâu sắc đến những anh chị, cô chú, đã và đang ngày đêm ra sức bảo vệ đất nước khỏi mối nguy hại từ dịch COVID-19. Nhân đó, Nam Vũ Công cũng thể hiện mong muốn dùng ảnh hưởng của mình để kêu gọi mọi người nâng cao tinh thần phòng chống dịch bệnh, cả nước cùng nhau chung lòng đẩy lui đại dịch. Quảng Đăng là tác giả của vũ đạo chống dịch cực dễ thương trong ghen có Vic Hôn Nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất.